chào anh chị em Trong video số 82 Tuần cuối cùng của mùa chay thánh Chúng ta tìm hiểu biểu tượng trở về bài số 7 Qua câu chuyện Thiên Chúa cho ông Du Xe Trước khi chết Đã nói tiên tri về sự kiện quan trọng trong tương lai Đó là Thiên Chúa sẽ giải thoát Và dẫn đưa con cháu ông ra khỏi Ai Cập Về lại đất hứa Như vậy trở về ở đây mang ý nghĩa trở lại đất hứa và do đó cũng là biểu tượng cho vui mừng và hy vọng thật vậy chương trình cứu độ của thiên chúa thật nhiệm màu ông du xe từ một người em bị các anh bán đi và bị người ta đưa sang ai cập làm nô lệ nhưng thiên chúa đã ở cùng ông và đưa ông lên làm chủ toàn cõi ai cập bên cạnh pharao Chúng ta đọc sách khởi nguyên còn gọi là sáng thế tiếng Anh là Genesis chương 50. Ông Giuse lưu lại ở Ai Cập và gia đình cha ông và ông Giuse đã thọ được 110 tuổi. Ông Giuse đã thấy đến cháu Tam đại của Ephraim Maki con của Manasseh, cũng đã có con sinh ra trên đầu gối ông Du Xe. Ông Du Xe nói với anh em, tôi sắp chết nhưng Thiên Chúa sẽ viếng thăm anh em và cho anh em lên khỏi xứ này mà về lại đất người đã hứa cho Abraham, Isaac và Jacob. Ông Giuse đã xin con cái Israel thề mà rằng thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm các người các người hãy đem hài cốt tôi lên khỏi đây. Và ông Diêu Xe đã chết, thọ 110 tuổi, và người ta đã ướp xác ông và đặt ông trong một quan tài ở Ai Cập. Anh chị em thân mến, thọ 110 tuổi, nghĩa là ý nghĩa biểu tượng con số sống thọ nhất theo quan niệm của người Ai Cập cầu Thiên Chúa sẽ viếng thăm anh em và cho anh em lên khỏi xứ này. Trong tiếng Hebrew là Vahela Etkem Min Haares Hazot và câu mà về lại đất người đã thề hứa cho Abraham, Isaac và Jacob trong tiếng Hebrew là En Haares Ase Nisba Abraham, Le Yitzchak, U a Kính thưa anh chị em, ông Du là một trong những hình ảnh cứu ước báo trước về Chúa Giêsu Kitô sau này. Trong tuần thánh sắp tới, chúng ta cũng chiêm ngắm màu nhiệm Chúa Giêsu đã chịu thương khó, chịu chết và phục sinh vinh quang để dẫn đưa loài người chúng ta cũng được thoát khỏi cảnh lầm than nô lệ tội lỗi và trở về nhà cha của chúng ta ở trên trời cầu chúc tất cả mỗi người chúng ta luôn được tình yêu của thiên chúa gìn giữ trở tre và cùng cầu nguyện cho hòa bình của ukraine xin cảm ơn tất cả anh chị em